Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Việt Nam Sport ngày 19 tháng 9 năm 2023. Trước khi đến với những thông tin chi tiết xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Việt Nam Sport News, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục của chúng tôi về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Hai đội bóng đá nam xin bỏ ASEAN 19. Thưa quý vị và các bạn, Syria và Afghanistan đã xin rút khỏi môn bóng đá nam tại ASEAN 19 một ngày trước khi giải đấu khởi tranh tại Trung Quốc. Cụ thể thì ngày hôm qua, Olympic Syria cho biết đã có sai sót trong việc đăng ký đội hình dự ASEAN 19 và đề nghị được thay thế cầu thủ. Ban tổ chức đã từ chối đề nghị do theo điều lệ, các đội chỉ được phép lựa chọn cầu thủ từ danh sách sơ bộ 30 cầu thủ đăng ký với ban tổ chức từ tháng 3 năm 2023. Vì vậy, Olympic Syria đã xin rút lui kèm theo lời xin lỗi đội chủ nhà Trung Quốc. Trong khi đó thì Afghanistan chưa công bố nguyên nhân. Ở kỳ trước thì Afghanistan không tham dự. Syria thì vào tới tứ kết sau khi để thua 0-1 Việt Nam sau 120 phút vì pha làm bàn của Văn Toàn. Do hai đội rút lui nên bảng C chỉ còn Uzbekistan và Hồng Kông. Hai đội sẽ thi đấu hai lượt vào ngày 22 tháng 9 và 25 tháng 9. Trước đó thì Campuchia là đội đầu tiên xin rút lui trước khi lễ bốc thăm diễn ra. Ban đầu với 23 đội, ban tổ chức chia làm 6 bảng với một bảng 3 đội. Các đội thi đấu vòng trong một lượt để lựa chọn ra 6 đội nhất, 6 đội nhì và 4 đội hạng bảng thành tích tốt nhất là vào 1/8. Do lượt trận đầu tiên diễn ra vào ngày hôm nay, 19/9 nên ban tổ chức có thay đổi, Uzbekistan và Hồng Kông nghiễm nhiên sẽ đi tiếp. Các đội bảng khác cũng hưởng lợi khi giảm một đối thủ cạnh tranh cho vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ở bảng B thì đội tuyển Olympic Việt Nam được đánh giá thấp hơn Ả Rập Xê Út, Iran nhưng cao hơn Mông Cổ. Thầy trò huấn luyện viên Anh Tuấn cần thắng Mông Cổ có ít nhất một điểm trước hai đối thủ còn lại và hạn chế tối đa bàn thua là sáng cửa đi tiếp. Cho tới nay thì chưa có một đơn vị nào tại Việt Nam công bố mua bản quyền truyền thông ASEAN. Hồi tháng 8, từng có nguồn tin cho rằng gói bản quyền mà tập đoàn truyền thông Trung Quốc CMG chào bán cho các đối tác ở Việt Nam lên tới 15 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 360 tỷ đồng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tự tin khi Olympic Việt Nam chấp tuổi. Kể từ khi đặt chân tới Hàng Châu, Trung Quốc, đội tuyển Olympic Việt Nam đã có hai buổi tập trước ngày ra quân gặp Mông Cổ. Ở trận mở màn, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và cao trò sẽ chạm trán với cao thủ Olympic Mông Cổ vào 15 giờ ngày hôm nay. Chia sẻ về lối chơi của toàn đội lựa chọn cho trận đấu đầu tiên tại ASEAN, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Chúng tôi sẽ chơi kiểm soát bóng nhờ đội tuyển quốc gia đang hướng tới. Đây là cách chơi phù hợp với định hướng phát triển của bóng đá Việt Nam. Chỉ có chơi như vậy ta mới khắc phục được điểm yếu thể hình. Tôi lấy ví dụ về bóng đá Nhật Bản, cầu thủ của họ không quá to cao, thể hình không dài hơn châu Âu, nhưng họ chọn lối chơi phù hợp để khắc phục được điều đó." Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng bày tỏ sự tự tin vào khả năng của cao trò dù Olympic Việt Nam dùng đội hình trẻ nhất Đông Nam Á. Nhà cầm quân người Khánh Hòa chỉ ra nhiều ví dụ cụ thể về các giải đấu mà cao thủ trong đội tuyển Olympic Việt Nam từng tham dự trong thời gian qua. "Tôi thì không lo lắng về mặt chuyên môn. Olympic Việt Nam đã có thời gian chuẩn bị rất dài và chú đáo cho ASEAN 2023. Có thể ở một số giải trẻ, sự chênh lệch 1 hay 2 tuổi sẽ rất khác. Nhưng tôi cho rằng 20 hay 21 tuổi thì không quá khác biệt so với 23, 24 hay 25. Vấn đề ở đây là chuyên môn cao thủ thế nào, công tác chuẩn bị ra sao, đội có được đánh nhiều hay không. Đội tuyển Olympic Việt Nam đã tập luyện và thi đấu với nhau một thời gian dài. Chúng ta sẽ thấy điều đó cho đội hình ra sân gặp Mông Cổ với những cái tên có thể nói là được dự đoán trước. Tất nhiên là sẽ có nhiều khó khăn và thử thách ở sân chơi tầm cỡ như ASEAN. Tuy nhiên điều này thì không có nghĩa là chúng ta không thể vượt qua. Toàn đội cần tuân thủ đấu pháp, sự kỷ luật. Ngoài ra tôi cũng yêu cầu Olympic Việt Nam giữ được sự tập trung cần thiết để thể hiện lối chơi của mình." Tại ASEAN 19 thì Đỗ Sĩ Huy được lựa chọn làm đội trưởng, dù anh chỉ là thủ môn dự bị của câu lạc bộ Quốc Hà Nội. Mùa giải vừa qua bắt 2 trận. Huấn luyện viên Anh Tuấn lý giải như sau: "Sĩ Huy lớn tuổi hơn nhiều các cầu thủ và điều đó rất quan trọng. Cậu ấy từng dự U20 World Cup, ít ra giúp cho cầu thủ có kinh nghiệm." Trong khi đó, thủ thành Sĩ Huy xem việc được trao băng thủ quân là vinh dự, động lực thi đấu, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao của anh. "Tôi cùng các đội sẽ chiến đấu hết mình, giành kết quả tốt nhất." Sĩ Huy cho biết toàn đội đã xem màn hình, phân tích đối thủ Mông Cổ và hoàn tất công tác chuẩn bị cho trận đấu. Tuy nhiên anh từ chối tiết lộ chi tiết bởi cần phải bảo mật thông tin. Huỳnh Như, Chu Thị Kiều không cùng tuyển nữ Việt Nam dự ASEAN 19. Chiều ngày hôm qua 18 tháng 9 năm 2023, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam ông Mai Đức Chung chính thức chốt danh sách đội tuyển nữ Việt Nam đến Hàng Châu tham dự ASEAN 19. Hai thành viên không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại ASEAN, đó là tiền đạo Vũ Thị Hoa và hậu vệ Nguyễn Thị Thùy Linh. Trước đó trong trận giao hữu với đội bóng đến từ trường đại học Hàng Hải, Vũ Thị Hoa đã gặp chấn thương nhẹ ở cổ chân và cần khoảng 2 tuần để hồi phục hoàn toàn. Để bổ sung lực lượng cho hàng công, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã gọi bổ sung tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân thuộc câu lạc bộ Hồ Chí Minh từ ngày 12 tháng 9. Đối với trường hợp của Thùy Linh, đây là lần đầu tiên hậu vệ sinh năm 2K1 được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Việc tập luyện của các đàn chị trên đội tuyển sẽ là kinh nghiệm bổ ích để các cầu thủ trẻ học hỏi và rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân hướng tới những mục tiêu ở tương lai. Cũng trong bản danh sách này, hai cái tên đáng chú ý là Huỳnh Như và Trương Thị Kiều không có tên. Đây là điều sớm được dự đoán trước bởi Huỳnh Như phải làm nhiệm vụ ở câu lạc bộ FC Lanh tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha
trong khi Trương Nhật Kiều có vấn đề về chấn thương và phải tiếp tục ở lại câu lạc bộ để điều trị. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Ôn Châu, Trung Quốc vào lúc 11 giờ 45 trưa ngày hôm nay 19 tháng 9. Chuyến bay của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ nối chuyến tại Quảng Châu, Trung Quốc trước khi hạ cánh vào lúc 18 giờ 55 cùng ngày. Tại ASEAN 19, tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với các đội Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Hà Nội FC chi triệu đô la Mỹ mua ngoại binh đá giải châu Á. Theo Chủ tịch Đỗ Vinh Quang, Hà Nội FC sẽ đầu tư tối đa để tăng cường lực lượng cho mục tiêu vượt qua bảng tử thần ở AFC Champions League. Hà Nội là đội đã vô địch V-League 2022, có đó đại diện cho Việt Nam tham dự AFC Champions League mùa giải 2023-2024. Đội nằm ở bảng G với nhà đương kim vô địch Urawaret ở Nhật Bản. Đội từng 3 lần đăng quang Pohang Steelers đến từ Hàn Quốc và nhà vô địch Trung Quốc 2022 Wuhan 312. Trả lời truyền thông sáng 18 tháng 9, ông Quang thừa nhận rằng Hà Nội FC rơi vào bảng đấu rất khó vì các đối thủ đều thuộc diện mạnh nhất ở các nền bóng đá hàng đầu châu lục. Nhưng ông lạc quan vào cơ hội của đội nhà. Nhiều người cho rằng sẽ rất khó để Hà Nội FC kiếm được một chiến thắng ở bảng đấu này, nhưng chúng tôi sẽ tận dụng lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ càng với mục tiêu là trở thành đội bóng đầu tiên của Việt Nam vượt qua vòng bảng ở sân chơi danh giá nhất châu lục dành cho các câu lạc bộ. Vươn ra châu lục là mục tiêu của câu lạc bộ. Sau nhiều lần lỡ cơ hội tham dự AFC Champions League, năm nay chúng tôi xác định đây là mục tiêu rất quan trọng với câu lạc bộ. Hà Nội FC sẽ sớm bắt tay ngay vào việc chuẩn bị. Theo người đứng đầu của câu lạc bộ, khâu chuẩn bị cho AFC Champions League bắt đầu bằng việc câu lạc bộ tìm huấn luyện viên trưởng giàu kinh nghiệm ở sân chơi này và đủ tiêu chuẩn bằng cấp AFC, đó chính là huấn luyện viên Badovic. Tiếp theo, ngay sau khi nắm được quy định của các đội có thể dùng đến 6 ngoại binh ở sân chơi này, Hà Nội FC đã thống nhất sẽ dùng tối đa để có thể cạnh tranh được với các đội bóng hàng đầu châu lục. Hà Nội FC chỉ giữ lại 3 ngoại binh chơi tốt tại V-League vừa qua, đó là Marco Silva, Milan Zatovic và Kion. Họ đồng thời chiêu mộ thêm 3 ngôi sao, gồm tiền đạo tuyển thủ Cameroon từng thi đấu tại giải V-League quốc gia Bồ Đào Nha, Brazil và Saudi Arabia. Lần lượt đó là Jean Thauvin, trung vệ người Pháp từng khóa Borussia Dortmund do huấn luyện viên Jurgen Klopp dẫn dắt, đó là Letelec, và tiền đạo sinh năm 1997 được đào tạo trẻ ở câu lạc bộ Burnley của Anh từng khóa U23 Australia, đó là Brandon Wilson. 6 ngoại binh của câu lạc bộ Hà Nội được chuyên trang Transfermarkt định giá rơi khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Chi phí để trao trả cho dàn ngoại binh này cũng rất đắt đỏ, vào khoảng từ 400.000 đô la Mỹ đến 500.000 đô la Mỹ cho mỗi cầu thủ một năm. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Vietnam Sport News, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục của chúng tôi về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Vietnam Sport News.